Wow, ăn hướng dương ngon đấy. Úi giời. Úi giời ơi. Hello. Hello các cậu nha. Có cái gì ba nhỉ? Có cái gì ba à? Không, không. Anh ơi, mic trong game hay là mic ngoài game ạ? Kéo đi các cậu ơi. Mic ngoài game em ơi. Các cậu ơi, chúng ta đang có hơi đông so với cái kéo rác đi. Rộng ra một tí đi. Ta cần phải kéo rác. Đâu ạ? Rác đâu ạ? Đấy, rác ấy. Rác nó là mấy cái trắng trắng à? Phải không? Rồi. Cậu kéo cái lá này, cậu kéo cái nhựa này, cậu kéo tham minh phải chuẩn đấy nhá. Cậu nhìn này, tôi kéo phát được bao nhiêu cái luôn này. Cậu là ai giữa cuộc đời này ạ? Cậu không nhìn thấy tên ở trên đầu à? Ủa, cái này không thay được quần áo nhỉ? Đây rồi, đấy rồi. Đây đây, cậu thấy nhân vật của tớ khác không? Tớ thấy, tớ thấy. Cậu nạp tiền đúng không? Cậu là con trai. Đâu ạ? À? Có được chọn được mà mọi người. Cô thế à? Chọn đâu đây? Thì lúc mà các cậu vào chọn này. Ở ngoài á. Đúng rồi. Ừ, cậu ơi, tớ làm lại server nhá. Ơ kìa. Ấn về giữ hả các cậu? Cậu vào phần character nhá, xong cậu chọn nó là được. Cậu không phải làm lại server. Trời ơi, có mấy hai nhân vật ạ. Fuck. Nam và nữ. Rất là mất thời gian. Rất là mất thời gian nhá. Ok rồi, lại tiếp này. Mọi người ơi, mình xây cái này rộng rộng ra một tí đi. Ok, đây. Búa đã. Chế được, chế cái búa đã. Ủa, chế cái búa mẹ, hai dây thừng. Mười gỗ. Chỉ gòng xa thôi, xong rồi thả ra. Một lá rồi. Ui, mặt mình có đảo nhá, trước mặt mình có đảo nhá. Wow. Rồi, lên đảo. Ơ, sao nó không kéo về à mọi người? Người ném ra xong em kéo chuột đấy. Kéo lại chuột trái. Ơi. Trên đảo này chắc chắn có ngao luôn, thề. Ui, quả đảo chứ. Cá ngay vậy? Ơ, cái đảo này muốn vào làm như nào nhỉ? Bây giờ mình đẩy cái thuyền vào. Đây, mình đi thôi, vào rồi. Bây giờ mình chỉ có cái gì để mình ném vào tàu lại cho nó đứng yên. Cô ơi, mỗi người một hướng được không các cậu? Em... Từ từ đã, sao tớ mất nhạc rồi nhỉ? Ai phải làm cái mái chèo thì mới chèo vào được. Kìa, cái cậu bên này là cậu gì đấy? Cậu tớ mở thêm 2 ô rồi này. Tớ vừa mở 2 ô bên phải rồi này. Ây da, cậu ơi xuống nước đi. Được luôn. Dưới cõi hòm. Từ cậu ơi, cảm ơn. Lấy được hòm rồi. Cảm ơn. Cậu ơi, cái đảo này, các cậu ơi, cái đảo này phải nhanh thôi. Chấp nhận bị cá mập cắn một hai nhát cũng được. Không sao. Là bây giờ lên đảo á? Không, để bọn nó biết lên, bọn nó lên được rồi, cậu ơi. Mình xây thêm cho nó thuyền nó rộng ra đã. Ơ kìa, tớ cứ định lấy cái nào là các cậu lấy cái đấy. Rất là bực mình. Cậu ơi, thuyền như nào? Hướng đi như nào? Yeah, tớ chưa có gì quá cậu ơi. Kịp rồi. Ôi, lên tàu. Nên là không giữ được. Ở lại, đây đấy. Đây để tớ mở rộng ra cho. Này mình mở chiều nào nhỉ các cậu nhỉ? Cứ mở rộng ra hết đi, tất cả các chiều đi. Có to hẳn ra đã. Thế chiều nào cậu rảnh? Tớ chiều mai là tớ bắt đầu rảnh này. Thì chiều mai 5 giờ ta gặp nhau nhá. Ok cậu nhá. Ôi, tớ có 3 cái gỗ với 1 cái thùng rồi, bây giờ làm gì? Bây giờ cậu bấm tab lên cho cậu xem cái búa là cái nào, cậu làm cái hammer trước. Cái búa. Ô, thằng mập nó cánh. Ở đây cậu, ở kia. Chuẩn bị làm sao đây? Chưa có giáo. Chấp nhận rồi. Cày thế nhở. Thôi tớ phải làm cái giáo đây. Cậu làm giáo đi. Có nhiều lắm, không đủ để làm giáo. Cái búa đây, đâu có cậu. Giáo đây rồi. Building hammer này. Không đủ cậu ạ. Hai đá này. Ấn vào cái ô kiểu gì ở cậu? Nó tát lên xong rồi. Giữ vào thôi, chuột trái. Kéo ra thôi. Kéo ra ngoài thôi. Cậu phải chế cái mái chèo nhanh hơn cơ. Máy chèo, sắp bơ ra khỏi đảo rồi kìa. Bỏ vào táp xong rồi sao nhỉ? Mai gặp. Vứt ra ngoài khoảng nó đang đây. Làm. À đấy à, cho nó đi nhá, thằng 9 tao còn đấm vỡ mồm nó. Nhá. Ôi tớ ngã rồi. Kệ nó nhá, cho đi bộ mấy vòng đi. Tối quá, có thể đi đâu. Nhá. Cái đảo ngay bên trái bên nè, sắp qua một tí rồi đó. Các bạn của cậu rủ cậu đi chơi hả? Ừ, các bạn rủ tớ đi chơi, nhưng mà tớ không thể bỏ các bạn ở trên mạng được. Ở biển được. Ở tưởng là bỏ các sao bạn lại bạn trên mạng. Ừ, các bạn
chúng ta chỉ là bạn trên mạng sao? Không, các bạn đang xem ấy. Không phải mình đâu, không phải mình đâu cậu ơi. Không bỏ được. Cậu nghĩ gì? Bếp đây à? Đây đây. Cậu ơi, tớ có cái quả trong như củ cải. Mẹ mẹ mày. Hay quá. Đây tớ có cái bếp này các cậu ơi. Tớ đặt ở cạnh cái này nhá. Các cậu nướng cá đi. Ok. Tớ hỏi ngu cái mẹ câu cá như nào vậy? Thả neo đi. Ô, thả neo đi. Cho gần hẳn đi, cho gần hẳn đi các cậu ơi, cho gần hẳn, cho gần hẳn. Vào vào vào. Gần rồi, gần lắm rồi. Chứ được rồi. Ném xuống, ném xuống nhá. Ờ, ném đi, ném đi, ném đi, ném đi. Tớ phải ném được rồi. Rồi, ok. Cái mái chèo mất. Ok, lên thôi, lên thôi. Cậu phết chút cây ơi, cậu nên ở trên. Ây. Ây ạ. Cậu nên ở trên thuyền, cậu nên ở trên. Tớ có đi đâu đâu, tớ trên thuyền mà. Cậu à, cậu phết tu cây, cậu ra câu cá đi này. Câu gì nào? Đây nha, đây cậu cầm cái cần câu này. Đấy. Đây đây đây, cần câu đằng sau, đằng sau. Đây đúng không? Đằng sau này phía tinh dầu rồi đấy, cậu rồi. Việc của cậu là chỉ có câu cá thôi. Cá nhỏ của cậu. Cậu cứ ném ra đi, xong khi nào nó bắt cậu bấm chuột thì cậu sẽ bấm vào một cái được. Ủa? Các không đặt cá xuống được, làm thêm mấy cái bếp đi các cậu ơi, sắp chết đói rồi. Dạ, yeah. Mẹ cá mập thì cắn đau quá. Đây 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 đây, đây để làm thêm một đây. Cậu ơi. Thêm một cái nữa. Tớ. Đây nè, đây nè, đây nè, đây nè. Cá mập kia cắn yếu lắm rồi. Nướng 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 cá mập bên này này. Này, nếu như mà tớ bị cá mập cắn chết, các cậu có cứu tớ được không? Ê, lên kiểu gì cậu ơi? Được. Để phía sợi bay, để sợi bay. Được không nhỉ? Ui, cá cắn, cá cắn, cá cắn. Ôi, cứu tớ với. Sao đây? Đây, đây, bờ này, để phía sợi bay nhảy lên. Nhảy lên đi. Cho tớ uống nước với, tớ sắp chết rồi. Cậu ơi, tớ uống nước với, tớ cũng sắp chết rồi. Cậu uống đi trước đi, cậu uống trước đi. Ủa, làm sao biết được là cá chín nhỉ? Uống nhau cậu. Cậu phải cầm một cái cốc. Nó sám sám là các cậu ơi. Các cậu ơi, mình có chơi cá mập đấy không? Con này yếu lắm rồi. Con này chín rồi này, con này chín rồi này. Không yếu đâu, nó khỏe lắm. Còn nó cháu rồi. Cốc ở đâu cậu ơi, tao chết rồi. Trời ơi, đây này, đây này, cầm cái cốc này. Đấy, xong rồi cậu bấm vào cái chỗ lấy nước ấy để lấy nước ra. Bấm e đây, bấm e đây. Lấy nước ra xong cậu mới uống được. Nhưng mà nước ấy phải từ từ nha, nó hồi từng tí một đấy. Lấy nước ở đâu vậy? Đây chỗ lá cây này này. Cầm cái cốc lên tay giờ, cầm cái cốc. Cầm em vào đấy, cầm cái cốc lên tay đã. Trời ơi. Rồi, cầm e vô. Rồi, bấm chuột trái để nó uống. Thấy cái cốc có nước chưa? Đấy. Rồi. Nhưng mà đợi thêm tí có thêm nước đã. À, ôi các cậu ơi, đi quanh đảo để farm mấy cái đồ ở dưới đáy đi biển đi các cậu. Nhanh lên đi thôi, cái đảo này nó không có nhiều đồ lắm đâu. Nhớ lấy nhiều metal nữa các cậu. Ui da, các cậu lên bờ luôn kìa. Các cậu nhớ vị trí của metal không? Ơ, các cậu ơi, sao không nướng được cá nữa rồi? Cái con cá này nó to quá, mà cái bếp này không có vừa. Trời ơi, thế bây giờ phóng sinh nó à? Cái này là cá to. Cái này chắc là ăn. Đừng phải giữ lại chứ. Ăn sống luôn. Các cậu ơi, mình cần thật là nhiều scrap vào lúc đầu đấy các cậu ạ. Không thêm cá đi cậu ơi. Cậu gì ơi? Cắt rồi. À đây, tớ đi đây. Không câu cá chết cả lũ bây giờ. Cậu vừa bảo tớ câu cá như nào nhỉ? Bấm chuột trái xong đợi tí khi nó hiện lên cái bấm chuột trái nữa, cậu bấm phát nữa được. Cậu ơi, mình cần rong biển để làm bình oxy đấy. Từ từ đã cậu ơi, giờ còn bây giờ chưa cần thiết á. Chưa cần thiết đâu. Thật sự sao? Hết nhựa rồi đây này. Các cậu nhanh lên để còn ra vớt rác này, không có rác, không có đồ. Ôi, tớ có 3 con cá rồi nè. Đây đây đây, cậu bỏ lên đây. Cậu ăn cái bánh khoai tây này đi, cậu ăn cái miếng khoai tây này chín rồi này. Đấy, cậu câu được cá, cậu phải bỏ lên bếp này. Cho tớ xin một miếng đồ ăn nhỉ. Đấy, cứ bấm cầm con cá lên. Cầm con cá lên này. Ừ. Từ 1, 2, 3, 4, 5, cứu tớ với các cậu ơi. Sao đây? Ở đâu vậy? Tớ bị con cá nổ làm tớ chết rồi. Đâu? Cậu ơi. Tớ có con cá nổ được á. Cầm con cá lên xong rồi nè hả? Con e vào. Ừ đấy, rồi đấy. Nhau cá chín thì xác tớ ở dưới không? Dưới đáy biển này cậu thấy ở bên đối diện với thuyền mình ấy. Cậu lặn xuống là cậu nhìn thấy. Em bị hết đồ ăn rồi, có ai có đồ ăn nào không? Thì đây đang nướng cá đây, đang nướng cá đây, đang nướng cá. Màn hình rồi. Giờ đi đói rồi. Ờ rồi. Thôi ơi, cậu ơi, cậu phải đi cứu tớ. Đợi. Thôi. Cậu đợi một xíu cậu ơi. Tớ ở bên ngay gần thôi. Cái gì đó để mà bù sức. Đây này, cái đất này xem có ăn được không? Cậu ơi. Cái quán này là gì đây? Raw beef. Ai ơi. Thôi. À, cái này. Khói lắm. Cái gì cả cậu? Củ dền. Chết rồi, không ngủ. Chết rồi, tớ đói. Cậu ơi, tớ sắp chết rồi. Cậu phải cứu tớ. Ấy đang đi tìm đây, chưa thấy xác, tối quá. Cá chiều chín, ráng đợi một xíu. Tối lắm đi.
Ngất rồi, tớ ngất rồi. Tớ ở ngay, ngay gần, tớ ở ngay gần. Ngay gần à, chỗ nào vậy nhưng mà nó tối lắm. Vòng quanh đảo tìm, thôi. Tìm nãy giờ rồi này. Ôi trời. Trời ơi. Rồi chờ cá. Làm sao để tớ ấy báo cho cậu được vị trí nhở? Thật là buồn. Tối lắm ý. Oh my god. Thế bây giờ chết lại không về lại thuyền được à? Về được anh ạ, về nhưng mất đồ hay sao ấy? Thì phải thế, về mất đồ đi. Về đợi đến bao giờ không nghe, bây giờ chết hết cả một lũ ở trên thuyền này luôn này. Đấy thì tớ về rồi đấy. Tớ hết sạch đồ rồi. Bây giờ không vớt được cái gì cả, xong không làm được gì cả, hết cả gỗ để nấu ăn rồi. Thế thì đi cho đi nhá. Về đây, tớ về đây. Về đây, về đây, đây. Chúng ta nhỏ neo lên đi. Đi, 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 tớ, tớ vì mù. Đây này, đồ này, đồ của ai này? Không phải đồ, đấy này. Thế cho tớ cái móc được không các cậu? Chế tớ một cái móc được không? Hết đồ rồi. Cái móc. Móc à, đây. Xem à. Câu cá nhá. Này, to được này. Cậu ơi, hình như là sắp có bão rồi. Móc luôn này. Móc này bạn ơi. Đâu, đâu. Đó. Ok. Cậu câu cá đi. Có ai còn cá không nè, bỏ cá vào nướng lên nè, chim hết. Đây đây, được, có bạn nào cần cái... cần cá ăn cá không này, tôi có cá. Tôi vừa nhặt được cái bản đồ Aten này. Đấy, có. Quay uống nước đây, uống tớ... đi kìa. Các cậu quả dứa tớ... kìa, tớ một miếng, cho tớ xin tớ... một miếng. Đây, tớ... Tớ... hết mất rồi. Cậu ơi, cá này, có một miếng thôi. Cậu ăn cá này nhé. Cậu ơi. Đây, tớ xin miếng cá. Này, có nên làm thêm một hai cái bếp lò nữa không nhỉ? Dạ có ạ. Làm đi em câu vào lâu em nướng đến đấy. Làm đi, làm nhưng mà từ từ phải vớt được thêm đồ, đã hết đồ rồi. Kiếm thêm đồ, đã hết đồ rồi, hết đồ rồi. Tại hai cậu ghê lên đảo lâu quá ấy. Lên làm cái gì? Các cậu có đá không, làm cái búa đi tí lên còn lên chặt gỗ. Ơ, cậu ơi, tớ nhặt được cái chai thủy tinh này. Trời ơi, tớ vừa nhặt được rất là nhiều metal. Tớ chết rồi. Chai thủy tinh làm gì nhỉ? Chai thủy tinh á? Ở bên đấy sẽ có một bức thư tình. À. Mang ra. Câu lá cậu ơi nữa. Mình không mở rộng thuyền ra hả? Cậu nào có thừa lá không? Bây giờ cậu nào làm nhiệm vụ mở rộng thuyền đi nhỉ? Ô, cá. Lại mất một khi nữa. Chưa, tớ mất cái ấy rồi. Đưa tớ câu cho, cậu đi làm cần câu đi. Ok. Đúng rồi, tí nữa làm cái lưới vớt cá, đỡ phải câu. Có lưới vớt cá? Có lưới vớt cá mà. Làm gì có lưới vớt rác chứ anh? Cái lưới đó chỉ là vớt rác thôi. Tớ nhầm đấy. Mẹ à, cậu vào trên cái chat vừa xui đẻo nhá, làm tới nhà quê nhá. Game mà vớt rác này nó cứ loanh quanh, nó cứ như thế này thôi nên là các ông xem hơi buồn ngủ. Ai có lá ngủ thì cứ đi ngủ nhá. Ai có lá ném xuống cho tớ với nhá. Tớ câu được con cá to quá. Lại lá, đây cậu ơi, 7 lá đây này. Cần bao lá? Đâu. Nhiều lá lắm này. Đây, lấy thêm lá đi. Ủa các cậu ơi, tớ lại bị đói rồi. Ủa, mảnh bản đồ của cậu nào vậy ạ? Đây, cá chín rồi nè cậu. Ê ôi. Đây có một con cá chín rồi nè. Cá rồi đấy các cậu. Uầy, cậu Kiên. Kéo qua thùng to đấy, bao nhiêu đồ. Nước sôi rồi nè, có ai cắt nước ra uống nha. Ê! Cá kia các cậu ơi! Ôi, cái mặt tấn công. Uầy. Các cậu ơi, mình bắt đầu chết rồi, tớ lại đói rồi các cậu ơi. Ơi, bơm lên đây. Đấy, có đồ ăn kìa, Ơ, chưa được ăn miếng nào luôn ấy. Đây này, ủa, đây, cái chín rồi này, lấy cá. Có tấm một gỗ được không? Ờ, cho tấm một gỗ được. Nó đi. Đây, gỗ đâu. Từ tớ phải nghỉ một tí đã. Đây này. Các cậu ơi, tớ nghĩ là mình cần phải thêm một cái bếp nướng cá nữa đấy. Đây rồi, đây là câu cá cùng nè. Có 3 bếp rồi mà. Cái bếp nướng cá xịn á thì bây giờ mình phải làm cái bàn chế tạo vậy đó. Cái bàn đúng rồi các cậu ơi. Phải làm cái bàn này đấy. Đây, em chế cho. Giờ đặt ở đâu đây giờ? Cứ đặt ở giữa đi. Ok. Trời ơi, ở gần thế cậu thò xuống cậu ấn E một cái là cậu nhặt được rồi. Cậu còn ném móc ra nữa. Đến lúc mình phải làm cái ấy rồi, cái buồm rồi. Bấm E đây, uống được rồi. Úi. Ơi. Nhanh lên. Sao thế nhở? Tôi nghĩ là phải thêm 2 bếp, mỗi người 1 bếp thì mới đủ được. Cảm ơn Ngộ Hùm nhá, cảm ơn chị nhá.
Em cảm ơn chị Ngộ Hôm. Gì cơ? Của chị Ngộ Hôm donate. Cảm ơn anh Chip á. Mình còn phải mở rộng thuyền ra nữa đấy cậu ạ. Thì tớ vẫn đang mở đây. À, tớ làm được lưới vớt rác rồi các cậu ơi. Tục Nino có cái gì ấy? Các cậu có đinh không? Tớ cần hai đinh này. Rắc treo vào đảo đây. Đào. Hai đinh. Đây, hai đinh có đây. Yeah. Quá. Hay là bọn mình cất cái này đi đúng không? Có cậu nào... À, thôi để tớ. Ơ, tớ làm được chỗ trồng khoai tây nhỏ rồi này, các cậu có trồng không? Tớ vừa mở thuyền giúp cậu hẳn một đường dài luôn đấy. Cậu thấy không? Ừ, tại nãy giờ cậu vớt được nhiều, tớ vớt được bao nhiêu, tớ đập vào hết rồi còn gì nữa. Đúng đấy. Vất treo rồi. Treo rồi. Biết rồi, cho tớ xin một nhựa để tớ làm cái... Cái móc mới với các cậu. Đâu, đây. Đây, tớ có một cái móc, thừa một cái móc này. Cậu cầm tạm đi. Đây, nhựa này. Này cậu đừng chế vội, cậu dùng cái này đi cho đỡ phí này. Ôi, ở kia có một cái bè của người nào kìa. Thấy không? Đâu? Đây, hướng này. À, bè này có đồ đấy, ở trên đây có đồ đấy. Có, chắc chắn là có. Là lấy đồ trên đảo trước hay là lấy đồ ở bè trước? Bè nó trôi đấy. Bè nó sẽ trôi, mà mình tới đảo mất rồi. Nó không có nhiều đồ gì đâu. Trời ơi, làm một ô á, holy fuck man. Ui, có cái gì ngoài kia to hết? Bè à? Ui, tớ thấy làm cái nó vứt rác kiểu bị phí ấy. Vãi lìn ấy các cậu ạ. Vậy? Ui, Pino. Cái bè kia nó trôi đến mình. À, cậu phải làm được nhiều cái cơ. Một cái thì làm sao mà thua gì được. Mình sẽ vớt cái bè này à? Mình leo lên trên đầu. Ui, tớ thấy cái tủ lạnh. Á, cá mập. Trên đầu kìa. Bè chim nhớ về nhanh nhá. Tớ vừa vớt được cái tủ lạnh các cậu ạ. Vớt cái ốc vít thôi, không có cái gì cả. Đây, tớ lại treo vào đảo đấy. Cậu không cần ăn uống hay sao nhỉ? Cậu ơi, nướng thêm cá đi cậu. Các cậu phải cầm bớt đi. Nướng nướng khoai này. Đây đây, tớ làm một cái hòm đồ này. Có hay có gì dư cứ bỏ vô đây nhá. Cười cậu. Đây, đó. Ô, tớ có củ cà tím đốt cháy nhà, cụ già cái bài cô con gà lại sẽ tăng chạy băng trên đường phố này. Trồng là trồng một cái khác ấy, còn cái hạt ấy còn có cái củ tớ ấy. Tớ trồng giờ hơi phí á. Ủa, các cậu tớ nhặt được cái hộp decoy để làm gì? Decoy cái ghế này. Decoy. Mình vừa vứt ra đó. Inside it matter. Biết để làm gì nữa. Thôi, cậu thử xem trong hòm có cái gì chưa? Có 4 món. À, phải mở ra. Ui, tớ học được cái cúp bốt này. Cái boss là team của cái nhà hả ta? từ vớt thêm đồ đã. Thôi. À thì cổ nhựa à? Đâu cả, hết nhựa rồi. Cần cực kỳ nhiều nhựa các cậu ơi. Thùng quá trời thùng kìa, thùng. Thùng lấy thùng với mọi người thôi. Hết rồi. Hết cần câu rồi cậu ơi. Con bịp hút đồ nhanh quá. Cậu Quang Bịp là vừa bị góp ý là hút đồ hơi nhanh đấy nhá. Cậu là có muốn tồn tại không? Xin lỗi nha. Tối thế. Thì chắc mình phải xây cái thuyền à, cái giường. Đây có cái đèn. Ok rồi đấy, sáng hơn chưa? Ui, xây phát sáng bừng nữa. À, đéo phải trời sáng ạ. Trời sáng anh ạ. À, đúng rồi. Ê, ăn luôn này. Ủa, làm cầu thang lên tầng 2 như nào nhỉ? Cầu thang lên tầng 2, bây giờ anh cầm cái búa xây nhà lên chưa? À, nó là búa xây nhà. Không nhau nữa. Anh phải, à rồi, đây phải. Đây. Nó có nhiều chế độ cho anh kìa. Rồi cho em cái Ủa sao nó lại màu đỏ? À thiếu 3 đinh ạ. Mình có đinh không? Hết strap bên hết strap vào nãy chưa gặp đảo nè. Thì mình có nhiều. Ôi có cái đảo bên phải bên nè. Thấy không? Có ai thấy không? Có. Phải nè. Có. Đâu. Thấy xong. Trong làng xương là hơi bị to đấy. À thấy. Đâu có đấy. Bây giờ từ để em điều cái buồng qua bên phải để mình bơi qua đó. Cho em nhặt cái thùng này.
Hướng rồi, đúng hướng rồi. Ok. Wow. Đây có cầu thang rồi này. Ở trong to đấy. Một cái đảo to lắm. Ủa, từ cái cầu thang này là mình xây tiếp là cái gì đấy? À, mình sẽ xây tầng 2. Bây giờ anh phải đặt hai cái trụ ở đây nè. Ở hai bên góc hay sao á. Đặt được một cái floor ở trên được phải. Trời ơi, thiếu đinh ạ. Tầng đinh. Bao đinh? Thôi đi sang đảo cho đi, sang đảo cho đi. Đây có cái... Đây, mình đang hướng tới đảo nè, mình còn hơi xa đó. Đây. Cái neo lại. Ui, tảo to thế. Còn những con cá phải nướng hai lần à? Yeah. Đấy, đủ rộng rồi đấy, ok rồi đấy. Tớ ăn rồi. Ok, tớ hỏi thôi để tớ làm thấy đồ cho các cậu ăn cho nó dễ. Thôi ơi, bịt bạ nó cá mập. Cho em xin miếng. Thì đây này nướng mà. Ủa cậu ơi, tớ nghĩ là hết đồ rồi đấy. Hết rồi hả? Hết rồi đấy. Xuống dưới mình còn cào được. Còn nhiều lắm, còn nhiều lắm. Cậu ơi xuống sâu chưa? Cậu đã xuống hết cỡ chưa? Đâu rồi, đâu rồi. Em đưa cho chị cá mập nè. Đây đây. Chị nướng giùm em nhé. Đây đây, vào thủ ấy. Bên này còn mà cậu. Trời, đã hết đâu. Đâu đâu đâu. Đây nhiều lắm cậu ơi. Ôi trời ơi cậu ơi. U ôi, dưới đây nhiều lắm. Đâu cậu ở đâu? Như cào đây nhiều mà. Dưới này tớ ở ngay cái bên chỗ bên đấy nhưng mà tớ không đi sang bên phải, tớ đi sang bên trái cậu ơi. Thôi lặn sâu xuống dưới. Đấy, đấy chỗ khe. Ở đây đây đây, tớ thấy ui nhiều vãi. Rồi rồi, thấy rồi. Nhiều lắm ấy. Đi. Các bạn đã đi sẽ bỏ lại đâu. Tới. Tới thoải mái đi. Ui, thịt cá mập này các cậu ơi. Cậu ơi, cậu ơi. Miếng thì cậu ơi, cho tớ có cái hang này, tớ nghĩ là trong cái hang này có cái gì đấy. Nhưng mà mắc của tớ sắp hỏng rồi. Oxy quá. Chiếc đoạn móc của tớ cũng thế. Một cái hang này. Cậu có vào cái hang này không? Tớ bị hỏng móc rồi, từ làm. Chưa ai lấy được hòm đâu. Để tớ làm một cái móc mới. Đây hòm này thì chắc chắn không. À tức là nó sẽ có một cái hòm à? Lấy hòm ấy, lấy hòm. Từ từ, cậu có cái bôn nào không? Cái ốc vít nào không? Nó có 5 cái ô để đồ ở phía dưới. Có đồ của mình đó chị. Cậu nào có cái ốc vít không? Táp đây này. Nhiều lắm. Dạ đúng rồi. Cái hòm rồi. Làm đây, tớ có 3 cái ốc vít rồi cậu ơi. Đây. Cậu cho tao cái ốc vít đi để tớ làm cái móc sắt tớ đi farm nguyên liệu với. Cậu bình tĩnh, cậu đừng. Đừng cuống. Cậu đừng cuống, để tớ. Trời ơi. Đừng hối. Các bạn chơi chơi không thấy cuốn như này nhỉ? Bây giờ nó mới các bạn, bây giờ nó mới nhiều cái mới lắm ấy. Nhiều cái mới lắm ơi, nhìn tớ này, tớ đội cá mập trên đầu này, không cậu nào nhìn tớ. Tớ đang bơi ra đây. Tớ không nhìn được mình. Cậu rưởi ơi, cậu lấy móc xong cậu đi xuống farm nguyên liệu của mọi người đi. Ủa, đi xuống kiểu gì hả cậu? Thôi tớ nghĩ là tớ không phải nướng đồ nữa à. Cậu phải dẫn. À không, phải có một người làm đồ ăn không ạ? Cậu làm đồ ăn. Đúng rồi, tớ nghĩ là phải. Các cậu chết rồi. Cậu ơi, cho tớ một cái bôn. Đâu rồi cậu? Đây, tớ đây. Cậu thấy tớ trên này chưa? Tớ một cái bôn đi. Cậu tìm được hòm chưa? Đủ nào mọi người ơi. Hòm. Ý cậu là sao? Là mỗi đảo có một cái hòm mà cậu tìm được hòm chưa? À, tớ thì tìm hòm rồi, tìm được hòm thì mới lấy được cái này chứ. Đây đây, cậu lấy cho tớ một cái bôn đi để tớ xuống tớ farm nguyên liệu đi xong rồi mình đi. Cho cậu hai cái này cậu cầm đi. Ok cậu. Quá. Bây giờ scrap có hơi nhiều rồi đúng không? Bắt đầu làm đinh để làm tầng 2 để làm trường ngủ trên đây nhá. Bây giờ mọi người gom cát với lại gì đó. À làm cái hòm để gom nguyên liệu farm đi. Mọi người ơi, mọi người đưa cho em cái clay đi. Đây thì làm cái hòm đi để đẩy hết mấy nguyên liệu đi. Phơi được 5 cục rồi nè anh. Vừa đang anh vừa phơi cái này mọi người phơi được 5 cục rồi nè. Đây mọi người đưa cho em cái clay đi để em làm. Để em đang trồng cái quả gì nhỉ? Củ su, nhầm, củ liệu. Khoai tây nhá. Tất cả nguyên liệu mà farm được đây nhá. Ok. Đây rồi. Củ su là cái gì đây? Đâu vậy? Ủa? Chú? Dạ sao làm cái máy sang như nào?
Bây giờ anh đổi sang một cái floor nữa được không? Đâu rồi cái rope á? Cái hình một mờ trên đầu đúng không? Trên đầu cùng audition á? Dạ. À thì... đây nó là gray floor à? Đéo phải. Floor. Được nhá. Đéo phải floor. Nó là một cái miếng gỗ hả? Từ từ coi có cái búa không? Cho em xem thử. Có cái búa trong tủ ấy. À đây wood floor đây rồi. Thế. Đấy, đúng rồi. Ơ chum học cái bếp to chứ? À chưa. Mọi người ai còn thừa gỗ không mọi người? Bếp to nhưng mà thiếu cái hình ghen thì bạn ăn. Rồi, thiếu cái metal thì. Ơi thiếu gỗ. Phải làm gỗ để em còn lấy. Ôi, rác nhiều lắm kìa mọi người, có gì ra mà. Vớt rác kìa. Vớt gỗ đi tại vì em còn làm mấy. Mọi người vớt rác đi để em làm lò ạ. Em đang bận lò. Phải có lò thì chúng ta mới phát triển đến công nghệ tiếp theo được mọi người. Ê, cảm ơn. Mày. Ủa sao? À hết gỗ rồi. Giờ xử đẹp nó luôn chứ còn gì. Ê bây giờ làm cái rìu sắt xong tí lên chặt gỗ được nhiều không? Chặt nhanh hơn nhiều đâu. Gỗ thì nó không được nhiều đâu anh ơi. Ta vẫn phải vớt hơi à? Hơi phí ấy, làm cái rìu sắt hơi phí anh ơi. Làm cái rìu sắt hơi phí á. Phí mất một cái bâu ấy. Mình nên để làm cái móc sắt để đi farm thì hợp lý hơn anh ạ. Ừ. Còn cái gỗ thì mình đi mình nhặt rác cũng được mà. Ủa sao mình còn sơn lại được cái thuyền của mình cơ. Bây giờ sơn đẹp lắm. Thế là các cậu ơi, tớ bị người trên mạng chửi rồi. Ủa? Sao người trên mạng lại chửi? Trên mạng bảo là nhà thì bé, cứ xây tầng làm cái đéo gì. Trời ơi, chỉ cậu trả lời là cậu thích. Tớ thích, kệ mẹ cậu nói gì. Thích thôi. Đấy, trả lời rồi đấy. Chính xác. Tí nữa bây giờ cậu thích thì cậu xây thêm cái móng. Có cái thuyền kia. Có cái thuyền. Cái đấy là đồ hay ra, đồ hiếm lắm đấy. Chính buông đi. Tôi hy sinh. Mọi người ơi, thông báo mọi người không có gỗ là không câu được cá, với cả là không... Đem đồ stick. Không hướng được á. Đây. Ủa, sao lại không câu được cá rồi? Tại vì hết cần. Cần là hết gỗ à? Chỉ đau. Hết gỗ rồi. Đây. Ủa, tự có cái bôn làm cho cái... Hay em đầu tư cho chị hẳn một cái cần xịn nhá. Đúng. Được, có. Đúng, đầu tư hẳn một cái cần xịn đi. Đây, em đây, ơi chị gõ chị này. Cứ cần xịn đi. Chị Miu, đây, em làm chị cần xịn rồi đây này. Ok. Để vào hộp ấy, xong rồi chị lấy. Đây, hộp to nhá, hộp gỗ nhá. Ok. Ôi đó, cần xịn luôn đấy. Mướt mượt. Gỗ ở đâu vậy? À này. Ai à, con nghẻ luôn. Hy sinh hẳn một cái bâu đấy. Đây em lấy một cái nữa đây này. Ủa cái mày bây giờ chơi cuốn hết nhở? Học cái bếp to rồi à đâu? Uầy, sao còn nhiều cá chẳng lắm anh ơi. Nướng cá chưa cậu? Kiểu sau game mày bây giờ chơi cuốn vãi cứt ấy. Thôi, có bếp to rồi nướng cá. Cậu xem thấy cuốn không? Đây, có bếp to rồi. Ô, có bếp to rồi. Đây, để tớ ra tầng nướng bếp cá. Bếp to thì sẽ có 20 tù các cậu. Cậu đừng làm võng nhá, để tớ làm đủ giường luôn nhá. Trả tớ cái... chết rồi. 20 tù in gót và nail, 6 cái nail. Không đủ đinh rồi. Ê, tớ thừa đinh đấy. Cậu có mấy cái? Được đinh cho tớ đi để tớ làm bếp to cho. Đây, cậu cần bao nhiêu cái đinh? Đấy, cái bếp to này cần 6 cái đinh các cậu ạ. 6 cái đinh á? Tớ xem nào. Đồ, 6 đinh. Đồ. Các cậu bỏ đinh vào hòm cho tớ đi. Này có cái hòm mà tớ để lá cây ở đâu rồi nhỉ? Quá hết lá cây rồi à? Đây tớ có lá cây ở cái hòm ở phía trong ấy cậu. Đây là cây luôn. Cứ một lá. Đây tớ làm nốt cái giường lại nhá. Xong rồi tớ sẽ đây lá cây này cậu. Lá cây này cậu. Đây có rồi, đùa. Wow. Xong, đủ 4 giường này. Đây thừa 4 đinh này cậu ơi. Đâu đây đinh. Quang ơi. Đây. Đinh nữa này. Có bếp thì gọi tớ nha. Trời. Tôi vừa ném đinh ra rồi này. Ném vô xuống biển rồi. Đấy này, trên này mà. Trên nào rơi xuống biển đấy tớ vừa nhặt xuống. Mỗi người một view rồi. Ném vào hòm thôi. Của Rimu là nhặt lên hay là vứt đi à, hả các cậu? Vứt đi đấy cậu ơi. Bỏ đi đấy. Cái giường mà Rimu là mình lụm nó được anh ơi, không sao đâu. Hả? À. Không mất đâu. Cái này. Đây. Những cái ngực gió hay sao anh nhỉ?
để như này. Đấy. Wow. Nhờ, 5 người mà. Wow. Như đồn. Cá to đi, cùng cá to. Đây 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 đây. Ơi có một cá to mang lại đi. Tí tớ làm tớ tí tớ làm bỏ gỗ vô nè, bỏ gỗ vô nè. Ôi. Ôi ôi nhìn con cá nhìn núp nha. Thiếu 10 lá thôi, thiếu 10 lá. Ủa các cậu ơi, các cậu thừa lá không? Tớ thiếu 10 lá. Đây đây đây, tớ bỏ này. Đâu? Đây tớ vất vào hòm to này, hòm gỗ này. Okay. Five play là cái gì ta? Ui, có hai đảo lận. Một đảo phải, một đảo trái. Theo hướng của tớ nhìn này, đúng không? À đâu, một đảo. Một có đảo một đảo, đảo, có một đảo. Ủa, đi đảo bên phải, đảo bên trái. Có cây lan can không ta? Sương mù này em không thấy rõ được. Ủa, cậu Quang ơi, cậu nên để cái bên phải cái... nha, bên phải nha. À thôi, tớ đang định mà cậu để xoay mặt đấy vào trong kia cho đúng kiểu đầu bếp ấy. Trái bên phải cũng có mà. Trái gần nhất này. Trời ơi. Đâu, bên trái nào? Cái mặt này. Đây là bên phải. Theo hướng của tao với chúng nó nhìn là bên phải. Mọi người nhìn một view là sao ta? Sao mọi người một view? Vừa mày đứng bên kia thì mày chả nhảy bên trái, đúng không? Vừa mày đứng cuối thuyền mày nhìn về hướng là hướng mà tao với anh Độ đang đứng nè. Thì nó là bên trái. Đúng, đúng. Còn mà mày nhìn về hướng mà tao với Trung đang đứng thì nó là bên phải. Các cậu xả thân nhau. Hiểu không? Cậu hiểu không? Cậu hiểu không? Hướng rồi. À? Hiểu rồi. Amoy ơi, cậu đâu rồi? Đây, cậu lên chưa? Cậu đợi tớ một tí. Để cho cậu cái đầu cá. Đi thôi. Này. Được chưa, đi thôi. Không vứt ra được. Cậu kéo ra đi. Đóng hộp đây, hộp mọi người lấy hết rồi đúng không? Các cậu để nguyên một hộp để đi farm nguyên liệu về, tất cả mọi người bỏ vào đấy đi, cho đỡ lẫn. Đó, đó. Đó đâu? Này 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 cái. À đây. Đó. Cho tớ một hộp để đồ ăn nhá. Về đi. Ủa, tớ mặc cái này vào kiểu gì? Nó có 5 cái. Cậu ấn tab lên xong rồi cậu thấy 5 ô dưới không? Cậu để vào. Ôi, các cậu bỏ hết cát với lại cả tiền. Đất sét vào trong ô nào cũng được. Tủ này cho tớ. Đó, được rồi. Eo ơi, nhưng mà vướng mắt quá. Rồi đi thôi. Ôi, vướng mắt lắm, nó có cái hàm răng. Một lúc là quen cậu ạ, cậu trông xinh lắm. Trông nó cứ cân cứt thế nào các ấy. Các cậu bỏ hết cát với đất sét vào trong này cho tớ nhá. Đâu, 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 hộp nào ấy nhỉ? Cái hộp gỗ. Ok. Bây giờ bầu được là không phải nghĩ rồi nhá cậu nhá. Đâu ở đâu ấy? Trong cái lò, chỗ lò nướng ấy, em đứng rồi, cái lò nướng này. Chết rồi, tớ hỏng móc rồi. Có tới một cái bầu đi. Đấy, tớ có mà. Nhưng mà tớ cần thêm, cậu phải cần thêm scrap. Ờ, hết scrap rồi. Cậu đợi tớ một tí. Cái gì nhở? Quang ơi, tớ chế tạo cần bình thường. Còn này, còn 17 cái scrap này. Ờ kìa, nãy giờ nói cậu chả nghe gì cả. Rất là mất thời gian. Đây, tôi thấy. Ê à, Quang cầm con cá. Mày à mày. Này thế nhở? Ơi, cậu chửi bậy kìa. Cá mập. Cá chết rồi. Ê, con cá chết, con cậu ơi, con cá chết. Cá chết rồi hả? Chết rồi. Ui, tổ đi mổ đi, đi mổ đi. Đây này, tớ đi lấy thịt. Ơi, tớ lấy thịt rồi, tớ lấy thịt, tí tớ đưa cho cậu. Tớ đi tranh thủ đi farm phát, mẹ rồi, tớ khát nước nữa. Farm thôi, đi farm thôi. Cậu rửa ơi, cậu rửa ấy. Ơi. Đây. Cậu để vào thùng ấy. Tớ để vào thùng cá chín nhá. Ok. Mọi người ơi, xây thêm để uống nước đi. Có tí mình xây cái uống nước xịn luôn. Mặt trời á. Cậu Ngao đang làm rồi. Uầy, tôi nghĩ là hôm nay mình dừng ở đây đi, ông ngày mai mình bắt đầu chơi tiếp là hợp lý đấy các cậu ạ. Trời ơi, đang cuốn. Hợp lý á. Ừ, để mình ăn đã đói quá. Được cậu ạ. Ê. Vừa ăn vừa. Không phải đâu, không vấn đề cậu ơi. Tớ chắc đồ ăn sắp tới rồi. Xếp nhá. Xếp game lại anh. Xếp nhào đây. Xếp game. Xếp what? Xếp. Rồi, ok, xếp rồi. Ok nhá. Click. Mọi người quýt ra. Cuốn thế nhỉ? À. Cậu rưỡi xuống đây ăn hay là cậu ăn trên tầng đây? Thôi
để tớ tớ gọi điện rồi xuống ăn với cậu. Thế cậu lên tầng 6 cậu lấy hai cái bát to với cả hai đôi đũa nhá. Ai xê. Ê. Cái này phải trộn vào bát. Nhưng mà không tớ ăn không cái ăn tớ không ăn bằng bát. Thế thì cậu lấy cho người khác. Được, tớ sẽ chiều cậu.